Xin chào các bạn đã đến hoặc là quay trở lại với channel của mình. Lần này sẽ là Zinedine Zidane mùa giải MC và cùng xem con hàng này sẽ thể hiện như thế nào nhé. Trước hết, hãy cùng xem bộ chỉ số của anh ở mùa giải MC này. Zidane cao 1m85, nặng 77kg, thể hình trung bình, hai chân 5-5, mức lương 23, một vài thông số cơ bản như tốc độ 93, tăng tốc 94, dứt điểm 99, lực sút 96, sút xa 102, chuyền ngắn 107, chuyền dài 105, sút xoáy 101, rê bóng 109, giữ bóng 107, thăng bằng 103, sức mạnh 98, thể lực 95 và bình tĩnh 108. Bộ chỉ số ẩn gồm có tinh tế, chuyền dài, kiến tạo, thắng chuyền bóng, bấm bóng, qua người. Nhìn chung, Zidane mùa MC có chỉ số hoàn toàn vượt trội so với mùa LH. Và giờ sẽ là màn trình diễn của anh ấy. Nhắc đến Zidane là chúng ta nghĩ ngay đến một ông chủ tuyến giữa nơi hàng tiền vệ. Do đó, hiển nhiên điểm mạnh của Zizou là chuyền bóng. Zizou luôn biết cách chuyền những quả bóng thuận lợi cho đồng đội. Anh luôn tìm ra những khe hở trong hệ thống phòng ngự của đối phương để đưa những quả bóng đi xuyên qua đó. Bóng thường đi với lực vừa phải, phù hợp với hướng cũng như tốc độ di chuyển của đồng đội, giúp cho việc triển khai bóng lên phía trên nhịp nhàng và uyển chuyển hơn. Zizou gần như có thể đưa bóng đến mọi vị trí trên sân, bất kể khoảng cách xa gần như thế nào. Thậm chí, Zizou có thể chuyền những quả bóng khó. Vì thế các anh em nên xây dựng lối chơi quanh Zizou sẽ giúp các đường lên bóng biến ảo và khó đoán hơn, cũng như việc chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công sẽ nhanh hơn. Ngoài việc chuyền bóng, khả năng xoay sở cho chắn bóng của Zizou cũng khá tốt, giúp các anh em có thể cầm nhịp trận đấu hay giữ bóng để chờ đồng đội di chuyển đến vị trí thích hợp trước khi chuyền bóng. Tuy nhiên, Zizou xử lý bóng khá chậm, nhất là khi bẻ hướng di chuyển sang nơi khác, nên nếu đối phương áp sát đủ gần thì khả năng mất bóng là khá cao. Bên cạnh đó, thể hình của Zizou cũng không quá lý tưởng, nên thường bị lép vế nếu phải lao vào tranh chấp 50-50 với đối thủ. Về khả năng dứt điểm, theo mình là không ấn tượng. Những quả sút xa đê thường của Zidane, bóng thường đi với lực khá nhẹ. Thậm chí, một vài trường hợp, bóng còn đi rất thiếu chính xác. Còn những quả sút xa theo kiểu ZD thì bóng đi khó chịu hơn, nhưng độ hiệu quả cũng không cao. Bù lại, khi cần, Zizou cũng cho thấy khả năng di chuyển thông minh để nhận đường chuyền từ đồng đội và tạo ra cơ hội ăn bàn cho chính mình. Có lẽ, những cú dứt điểm của Zizou dễ thành bàn nhất là khi anh ZD ở cự ly sát vạch 16-50 đổ lại, hoặc những pha sút DD mỗi khi đối mặt thủ môn. Những cú sút như thế này thì khả năng làm bàn cao và hiếm khi thấy Zizou bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn ấy. Tổng kết lại, Zidane MC có khả năng chuyền bóng hay, xoay sở ổn, di chuyển khôn ngoan. Tuy nhiên, khả năng sút xa còn nhiều hạn chế. Có lẽ anh em cần mua những thẻ cộng cao hơn để khắc phục nhược điểm này. Và đó là những gì mình thấy được từ Zinedine Zidane mùa giải MC. Còn các bạn thì sao? Hãy nhớ để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Cũng như đừng quên chia sẻ và đóng góp ý kiến cho kênh ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like cũng như bấm nút subscribe để đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì
Xin chào và hẹn gặp lại.